mình nhưng mà con mình mới chắc sạch đang cho ăn ấy. Cái con tà mình có nhìn coi người ta có cho mình ăn không, mà mình có nên ăn cái miếng đó không? Tí ăn da gà, nó da không vậy nè, da chịch quay, chứ luộc mình không ăn. Còn nóng như lắm, nãy mình quay á, chưa chín á. Mình cũng vô chờ chờ cũng phải nửa tiếng đó. Này là món mì để trắng cho thanh hoa. Con nước nữa mà mình không biết chuyện chưa thử. Gà có gì mà. Chắc vậy cho nên gà ngon. Mình không ăn ngay mọi người, mình ăn chăm á. Mình ăn nướng này nè. Nóng lắm. Da giọng siêu giọng
Mình thích ăn mấy xương này.